Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến với cửa hàng đồ chơi di động .com. Mình xin giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm đó là ốp lưng cứng trong siêu mỏng IMAX dành cho Samsung Galaxy Note 5 của chúng ta. Thì cái vỏ ngoài của nó có màu vàng như thế này, vàng nhám như thế này. Với phần phía trên thì nó có trang web imax.hk của chúng ta. Và phía sau nó là cái mã code thôi, không có gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ khui hộp để xem cái ốp lưng này như thế nào. Ở bên trong nó được bao bọc rất là kỹ như thế này. Và đây là sản phẩm của hãng IMAX rất là nổi tiếng của Hồng Kông. Chiếc ốp lưng này thì được làm từ chất liệu carbonate nên trong nó rất là đẹp như thế này. Nó có độ trong suốt rất là cao, không giống như những chiếc ốp lưng bình thường khác. Thì cái độ trong suốt của nó không bị gợn đục và cũng không có mờ nè, trông rất là đẹp mắt thế này. Để khi chúng ta ốp lên chiếc điện thoại nó sẽ không mất đi cái vẻ đẹp vốn có của chiếc máy. Tuy nó được làm từ nhựa cứng nhưng mà chúng ta có thể uốn dẻo nó như thế này và nó có thể chịu được một lực tác động rất là lớn từ bên ngoài để nó bảo vệ cho phần lưng máy, viền máy chúng ta không bị móp méo hoặc cong vinh. Thì mặt trong của chiếc lưng này rất là mịn màng như thế này để khi chúng ta đặt chiếc điện thoại lên thì sẽ không bị chảy xước và còn ôm chắc chiếc điện thoại chúng ta nữa. Phần phía sau được phủ một lớp nano để chống bụi bẩn và vân tay. Với những người hay ra mồ hôi tay thì nó sẽ không bị trơn trượt, rất là mượt mà. Và điều đặc biệt là nó có thể chống chảy xước rất là tốt, tốt hơn những cái ốp lưng khác. Một số chi tiết nó được chừa ra dành cho chiếc ốp lưng này đó là cái lỗ camera của Samsung Galaxy Note 5 của chúng ta. Đây. Và phím nguồn đây nằm ở bên đây và cái phím tăng âm lượng của chúng ta đây. Thì cái ốp lưng này rất là bền, mang tính bền bỉ rất là cao, nó sẽ bảo vệ cho chiếc điện thoại chúng ta an toàn thì trong quá trình sử dụng để giữ được cái vẻ đẹp vốn có của Note 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại các video tiếp theo.